chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lulu Live Vlog. Và bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem mình đang ở đâu ha. Đó, các bạn có thấy cái chữ đó không? Thì ở đây là ngay chỗ cái Big Mac Tower ở Thủ Dầu Một, Bình Dương này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái xung quanh khu vực này ha. Ở cái phía bên kia, đường đó, các bạn có thấy đằng sau cái chiếc xe màu trắng không? Đó là cái chỗ mà cái xe bãi đầu xe của xe Honda các bạn. Còn những cái xe du lịch thì nó sẽ chạy vòng và nó sẽ đậu vòng ở phía ở xung quanh khu vực này đó, ở phía kia nè đó, các bạn thấy dàn du lịch không? Đó, đó là bãi đậu xe ha. Thì cái chỗ này khá là như là vậy, như là phổ biến đó các bạn, tại vì ở đây là cái Bicamet này là cái chỗ đó tập trung là yoga rồi tiếng Anh rồi với một vài cái văn phòng hành chính ở đây nữa đó. Thì cho nên ở đây với lại ở đây nó gần trung tâm rồi đây nè, cho nên rồi xung quanh rất là nhiều quán ăn đồ đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đó, đó là cái cửa vô ha, đó cái cửa vô phía sau, còn phía bên đây là cái quán cà phê nè, quán cà phê Vita. Đó, thì cái quán cà phê này ở bên trong, ở bên trong với bên ngoài, bên trong thì chủ yếu là dạng là người ta muốn một cái không gian yên tĩnh á, sạch sẽ, thì người ta có thể vô trong đó ngồi rồi nói chuyện rồi rất là ấm cúng ha. Còn đặc biệt ở ngoài đây ở buổi sáng sớm với lại là buổi tối như này nè, đó các bạn có thấy người ta đó, đây là những cái ghế bàn ngồi ở bên ngoài phía ngoài này các bạn, thì người ta sẽ uống cà phê rồi hóng gió rồi nói chung là rất là thoải mái, bạn tận hưởng những cái không khí trong lành, những cái không khí như là tự nhiên để người ta cảm thấy rất là thoải mái hơn đó. Thì mình cũng rất thích dạng lũ cà phê ở bên ngoài vậy các bạn, rất là thoải mái luôn. Rồi ở phía này thì cũng là bãi đậu xe, nói chung là xung quanh chỗ này toàn là bãi đậu xe hết luôn đó. Đó kìa quán cà phê ha, đó quán cà phê người ta sẽ ngồi ở bên ngoài, người ta hóng gió rồi nhìn ngắm những cái quang cảnh xung quanh rồi những cái gió tự nhiên nữa đó, thì ngồi rất là thích các bạn, rất là thích, rất là thoải mái. Rồi mình có thể uống nước dừa nữa nè, mình đã từng uống ở đó rồi, nói chung là mới đầu ngồi uống rất là thích các bạn, nhưng mà chút nữa nó lạnh lắm luôn á, gió nhiều quá xong rồi nó lạnh á. Rồi bây giờ mình đã quay trở lại với cái chỗ bãi đậu xe này với lại cái chỗ mà người ta gì nè trang trí Noel á. Rồi ở phía này thì nó sẽ có là chữ là Happy New Year, phía kia là sẽ là Christmas đó, Merry Christmas. Rồi ok, và bây giờ mình có lẽ là mình sẽ đi về nhà đây các bạn, bởi vì bây giờ cũng là trễ rồi, chứ không phải là khá là trễ, nhưng mà nói chung là cũng trễ rồi xíu rồi ha. Rồi ok, và mình phải đi về đây, và chào tạm biệt các bạn nha, và nhớ xem những cái video tiếp theo của Lulu Live Vlog nha các bạn. Thì mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái điều xung quanh cái cuộc sống của mình, rồi nói chung là những thứ rất là gần gũi, rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày mà có lẽ là mọi người sẽ như là trải qua đó các bạn. Đó, ở phía bên kia là có mấy bé nó chơi patin, rồi phía kia nữa là nhảy nó. Rồi ok, xin chào tạm biệt các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo với những cái chủ đề. Hy vọng là mình sẽ làm được những cái chủ đề mới hơn, tại vì thường thường thì tại mình cứ mỗi ngày mình đi tập yoga thì mình chỉ đi quay những cái xung quanh vậy thôi. Nếu mà mình có đi đâu chơi nữa thì mình sẽ quay lại để các bạn cùng xem. Ok, và see you later, good night, and now I have to come back home. Okay.